Vâng, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Hôm nay anh Kỳ rất vui mừng khi lên cho anh em một lô loa rất rất là đẹp anh em nhé. Đây là dòng loa rất là nổi tiếng, đó là TS Audio, một thương hiệu là Đài Loan anh em nhé, một thương hiệu Đài Loan. Thì với những dòng loa của Đài Loan thì anh em biết là nó có một cái giá thành nó rất là hợp lý. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng nó mang lại thì sự của bác luôn là rất là tuyệt vời. Đấy, thì trước mặt các bác đây là một dòng loa nằm và được sở hữu cho mình, đó là một cái vẻ ngoài rất rất là đẹp với một chép kèn, con chét phải nói là rất rất là chất, đó là một con chét đầu lựu đạn anh em nhé. Và kèm với đó nữa, đây là một dòng siêu chét mà nó thật các bác luôn là hiếm khi có dòng nằm nào mà nó sử dụng lắm. Đấy, thì anh em có thể xem qua này, bắt cá bên đây là em đã vệ sinh sạch sẽ đẹp hết rồi anh em nhé. Đấy, đây là model này, TST10 này, 93 đời CBN 8 ohm, 240W, công suất rất là cao anh em nhé, công suất rất là cao. Một bát 10 inch và một siêu chét anh em nhé, một siêu chét, tất cả đi nó sẽ là dùng một gọng gấm hết, được chưa anh em, là ngon lành hình đào cho các bác luôn. Đây anh em nhìn này, phía mặt phía trước nếu như anh em có thể để nằm này. Đấy, hoặc anh em có thể là để đứng này. Đấy, rất là đa năng anh em nhé, độc như thuốc chuột luôn. Đấy, một chét thì bây giờ em sẽ cho anh em xem nội thất trước. Thì cái loa này bên cạnh anh kia còn có vài cặp nữa là hết hàng. Thì đây là một chiếc bát 25 anh em nhé, một chiếc bát 25 sở hữu cho mình này. Một đầu chét lựu đạn này, và đây là một cái chét của nó là rất là đẹp, một siêu chét rất là đẹp luôn. Đấy chứ các bác. Và một bát 25 từ kẹp. Đấy, từ kép anh em nhé, rất là sâu, lòng sâu, con này là bánh bát cực kỳ uy lực luôn anh em nhé, rất uy lực mà cái giá nó cực kỳ hợp lý. Bên trong thì bông tư âm và phần tần rất là khủng, nó thật các bác luôn, là một dòng nó nằm cái này là rất là khủng rồi. Một nó nằm mà sở hữu cho mình là một chiếc bát từ kép dày to đen nánh luôn, và một siêu chất này nó thật các bác rất là khủng, và cái giá nó cũng rất là ok cho toàn thể mọi người luôn. Đấy, cái giá rất là tốt anh em nhé, giá thật sự là tốt luôn. Đấy, thì anh em nhìn qua một chút để chứ anh em. Đấy, thì bây giờ sẽ mời anh em cùng thưởng thức cái chất âm của dòng loa này. Đấy, mời các bác cùng thưởng thức cái chất âm của dòng loa TS Audio này anh em nha. Thì đây, em đang sử dụng đây anh em này. Đấy, một con vang cơ, không biết là mod ở đâu ra được một con vang cơ anh em nhé. Thì cái này thì chắc là khách hàng đổi hoặc là cho không lấy, nhưng mà cũng có thể là của nhà. Đây anh em, đây anh em này, bát đánh cực kỳ dày luôn anh em, bao cho anh em không gian thoải mái luôn anh em nha. Đây, không gian rất là rộng các bác nha. Đấy, rất là rộng luôn. Chuyện đánh siêu phê luôn anh em nha. Chuyện đánh siêu phê siêu được luôn. Tất cả xe cộ xung quanh anh em không nghe một cái gì luôn. Đấy, các bác vào cho kịp một đôi live rồi chấm anh em nhá. Rất là chất luôn, khẳng định các bác luôn, cho thời điểm này không đôi nào mà qua được đôi test này luôn. Đấy, khẳng định các bác là như vậy luôn. Rất rất là đẹp. Thì bên cạnh anh Kỳ đây là một dòng loa mà độc như thức chuột luôn. Bao phê bao xịn cho anh em các bác nhá. Đấy, bao phê bao xịn. Hàng bãi nó phải chất lừ thế này luôn, từ kẹp
từ kép đen ánh nặng ịch luôn anh em nhá, rất là nặng luôn, cái bát nặng. Nó thật thực mắc luôn là không có con nào mà ăn được con này luôn, con dày con to. Và đặc biệt nữa là bát cái từ nó rất là đẹp. Đấy, với một siêu chết. Thì những bác nào thích những cặp đôi này thì bên cửa hàng anh Kỳ đang có một cái giá rất là ngon. Thật sự các bác luôn, cái giá rất là ngon cho anh em. Bình thường những cặp này anh em có nên nhớ là thị trường đang bán 3.8 triệu. Hôm nay anh Kỳ bán cho anh em là 3 triệu một cặp, bao đẹp bao zin và đặc biệt chất lượng bên cửa hàng anh Kỳ là các bác biết rồi. Đấy, cam kết cho anh em luôn. Bây giờ là vì cái thị trường cạnh tranh cũng giá rất là nhiều. Hôm nay anh Kỳ bán cho anh em chỉ là 3 triệu đồng luôn, cực kỳ rẻ. Và bác nào thích một đồ đo này chơi Tết phải nói là bao phê, bao xịn, bao hay luôn anh em nhá. Bao hay luôn, nhận hàng kiểm tra không đúng hàng thì trả lại hàng. Đấy, một tuần cũng ưng cho trả lại hàng luôn. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, và mức giá là 3 triệu đồng một cặp. Đấy anh em nào chốt nhanh còn hàng anh em nhá. Qua sai số điện thoại anh Kỳ để có màn hình đây. Cảm ơn bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại các bác. Xin chào. Anh em đừng quên cho Kỳ nút like và đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào mọi người. Đẹp nhá. Lò nghe phê dữ này. Tắt cam đi nhỉ.